Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Được chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thì còn Neko Bara nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn các bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và có like và share tất cả các cộng đồng mạng luôn. Mình nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Ok, tiếp tục là buổi đi chơi lần trước thì Shigure trông có vẻ là khá là sống động hôm nay đấy, sôi nổi, nói chung là sôi nổi hôm nay. Ok, điều đó giống như là thiệt là tệ, tại vì em Mabel là sợ đi nhà ma mà. Cho nên là đi nhà ma thì em ấy sợ. Cho nên là em ấy rất là tệ. Cảm giác trong người không được ổn cho lắm. Anh chỉ vừa mới bắt đầu uống cái này thôi. Nhưng mà nếu như mà em uống cái nước ép cam này nãy có cái trường loại là mình ngồi xuống cái ghế để mình mở cái chai nước cam nhưng mà mình chưa uống. Mình đưa cho em. Cho đồ của Cinnamon ha. Kỳ dị. Khá là có một chút là kỳ dị. Thiệt tình, em rất là ngốc khi mà tin tưởng em ấy ngay lúc đầu. Em thì thường xuyên là trong chừng Cinnamon chứ hả Mabel? Phải à, không kiểu là chị cũng là chị em, giờ em ấy là cái đứa mà đã kiểu như là gần Mabel nhất rồi á. À, theo vị trí thứ tự là Atsuki. Atsuki là đầu tiên, mấy tập trước mình dịch lộn á, Atsuki là lớn nhất nha, sau đó tới Mabel mới tới Cinnamon rồi Coconut, còn Chocolate và Vanilla thì nó cùng tới chung một thời điểm, cho nên là hai đứa nó cho tạm cho là bằng nhau đi. Em không nghĩ là ý anh nói là trong chừng em ấy như thế nào. Nhưng mà theo em thì dù có tốt hơn hay tệ hơn thì em vẫn mắc kẹt với lại em ấy. Anh thấy là em khá là thân thiết lại Cinnamon vào cái ngày đầu tiên mà em ấy tới. Và thậm chí là còn hơn cả những cái tấm hình mà Shigure chụp nữa. Em nghĩ là chị ấy đừng có upload những cái tấm hình đó lên trên blog. Những tấm hình gì mà không được up lên nhờ. Nếu như mà mọi người thấy được cái bộ mặt mà em đã từng làm, đó sẽ gây tổn hại tới hình tượng của em mất. Em lo lắng quá nhiều rồi. Nó khá là dễ thương khi mà em đang giống như là nếu như mà em trở thành bản thân kiểu là sao ta, chính bản thân mình vậy á, là con người của chính bản thân mình, thì điều đó sẽ khá là dễ thương hơn. Có vẻ như là cái lời anh nói khá là thẳng thắn đấy. Hay là anh đang muốn biến em thành một trong những miêu nữ đời của anh. Đó là cách mà em nghĩ đấy hả, đồ ngốc. Đúng không? Anh sở hữu một cái shop cũng khá nổi tiếng với lại các bạn nữ. Dạ, anh cũng không biết chắc chắn là tại sao cái việc giúp đỡ của Shigure có phải là sở thích hay không. Nếu như mà chị ấy kiếm
khá là nhiều tiền từ cái chân lóc đó. Thì em không nghĩ đó có thể gọi là sở thích đâu. Quên, em ấy làm ra được tiền à? Anh không biết sao? Ý em là cái lóc miêu nữ của tụi em ấy là được tài trợ bởi công ty của Shigure mà. Tài trợ bằng thu nhập của công ty Shigure mà. Tài trợ tăng thu nhập. Nói chung là Shigure mở cái công ty và quản lý hơn cả cái blog đó. Cái lóc đó là quỹ của công ty của em ấy sao? Có thiệt như vậy không? Đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện đó đó. Cái gì cơ? Anh là anh trai lớn của cô ấy, của chị ấy, tại sao anh lại không biết điều đó chứ? Anh có nghe là em ấy điều hành một cái công ty nhưng mà... Ok, thanh niên Kaso này là không biết là mở lóc ra để có thể kiếm tiền được. Bây giờ là nhiều cách kiếm tiền lắm bạn ơi, mở kênh YouTube cũng kiếm tiền được vậy. Nhưng mà tiếc là mình lại không làm được. Cho nên là mấy bạn nào mà thấy hay nhớ ủng hộ mình nha. Chị ấy có một cái giấc mơ khá lớn đó. Đó là Shigure mà. Cinnamon. Chị ấy lúc nào cũng hỗ trợ anh ở trong bóng tối. Nhưng mà đó là cái lời cảm ơn mà anh dành cho chị ấy à. Chị ấy đã rất là dũng cảm khi mà đối mặt với lại anh. Chị ấy thường xuyên tỏ ra dũng cảm khi mà gặp anh. Nhưng mà thật là một cô gái tội nghiệp. Chỉ là Kaso nãy thờ gơ với em gái đó. Ok, anh không thể chọn cái người mà... anh không thể chọn cái người để làm anh em ruột của mình. Nhưng mà em cảm thấy khá là tệ cho chị ấy khi mà vướng phải một thằng anh ngu ngốc nhất trên thế giới này. Hiểu là gặp một thằng anh trai ngu ngốc nhất trên thế giới vậy. Đó là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi ở Kaso-san. Đó là... thế thì tụi em có thể làm được gì nữa đâu. Chỉ là không thể trông mong đợi vô mình được. Em bắt đầu khát rồi, hay là chúng ta đi mua sắm gì đó đi. Ok, anh có thể mua tất cả những thứ mà em muốn, cả mấy bồ nữa. Cảm ơn anh, em sẽ gọi hết tất cả những thứ gì có thể. Ok, thì bây giờ chúng ta đi tìm đồ ăn nhanh nào. Tới bây giờ thì Kaso vẫn đang suy nghĩ. Cái đó khiến em ấy ra tiền, khiến em ấy là có tiền. Vẫn đang suy nghĩ là cái lóc làm sao mà kiếm tiền được. Em ấy đã từng nói về một điều gì đó là mua một cái tủ lạnh thiệt lớn để có thể chứa hết tất cả các con cá hồi hả? Ghê vậy. Và thanh niên Kaso này bắt đầu là suy nghĩ là liệu Shigure có kiếm tiền là nhiều hơn cả mình hay không. Không giống như là cái việc mà mình lựa chọn làm bánh cho tiền. Đúng rồi, thanh niên này là chỉ là mở một cái cửa hàng bánh để theo đuổi giấc mơ thôi, chứ không phải là đuôi là Shigure kiếm tiền. Lúc này là anh ấy đang coi điện thoại. Cái này là hình ảnh đó. Không, nó là một cái video. Giờ bấm vô xem cái video. Đây, lúc mà Mabel là Cinnamon còn nhỏ. Hai đứa này thường hâm mộ Magic Girl.
Đây là một cái video cũ là lúc mà hai đứa này vẫn còn hâm mộ mà Trigger nó diễn hát nữa. Những đoạn này thì chắc là mình sẽ cần phải dịch đâu nhỉ. Có vẻ như là em ấy đã điều hành cái lốc này khá là lâu rồi. Tại cái lời bài hát mà dịch ra thì nó củ chuối lắm cho nên là cứ để giữ nguyên thôi. Còn đoạn nào mà nói chuyện hay hội thoại thì mình mới dịch. Anh lại xem cái video cũ đó à. Cái này không phải là hoài niệm đâu mà nó khá là xấu hổ ấy. Có phải là anh đang xem cái blog của Sigure-chan không? Đúng rồi, anh khá là tò mò. Nhưng mà hai em khá là nổi tiếng. Anh không tưởng đấy. Anh cũng không thể tin tưởng được là có cực kỳ nhiều người xem những cái video của tụi em. Kiểu là sao ta? Có rất là ít miêu nữ biết hát cho nên là tụi em thuộc hàng hiếm. Giống như là hàng triển lãm vậy đó, anh biết mà. Hàng triển lãm luôn là biết rồi, không thể nào là đụng vô được luôn. Hai em nhìn khá là dễ thương. Giờ anh cảm thấy khá là vui khi mà xem cái video đó. Nó khiến cho anh cười mỗi lần mà xem. Mabel lại không nói gì rồi. Im lặng. Sau đó chắc là ngại ngùng một tí. Đơn giản là bởi vì tụi em khá là hiếm thôi. Cứ nhìn xuống cái comment đi, cái dàn bình luận đi, thì anh sẽ thấy khá là nhiều thứ nó giống như là lời ra tiếng nói em này không chịu được áp lực. Tại vì trên mạng mà biết bao nhiêu thứ nói có điều tốt, điều xấu nhiều lắm. Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời đặc biệt tới thăm chúng ta. Bây giờ thì hãy cùng chào mừng họ thiệt là lớn ha. Tất cả chúng ta. Neko Witchy, phù thủy mèo, phù thủy miêu nữ. Miêu nữ hay mèo? Tại vì Neko là mèo mà cho nên là phù thủy mèo, dịch vậy đi. Hoặc là mình có thể gọi bằng tên tiếng Anh cũng được, tại dịch ra tiếng Việt nó khá là củ chuối. Ôi, nhìn có vẻ giống như là một buổi biểu diễn vậy. Mei-chan à, Neko Witchy đang ở trên sàn kìa. Điều đó khá là hoài niệm nhờ. Nhưng mà nói tới nó không biết là họ còn ra anime cho nó không. Những cái tập mà chúng ta xem đó là thế hệ đầu tiên, nhưng mà bây giờ họ đã ra tới thế hệ thứ 3 rồi. Giống như là mấy bạn nào mà xem Super Sentai hay Kamen Rider đó, tới bây giờ nó ra tới cả 3 thời kỳ rồi. Biết bao nhiêu thế hệ. Người Nhật hay vậy á. Khoan, cái bài hát mà em hát trong cái video đó là từ trong anime. Đúng vậy. Đó là cái anime khá là nổi tiếng với lại trẻ con. Và đó là cái bài mở đầu, cái bài hát mà tụi em đã hát đó. Nó chả thay đổi gì cả. Wow, điều đó thiệt là tuyệt. Nè nè, Mei-chan, chúng ta tới đó xem đi, chỉ một chút thôi. Em không thể tới đó xem một mình sao?
Nhưng mà xem một mình thì khá là buồn. Mei-chan datte ano uta daisuki datta shi, ima demo tamani utatteru yo ne. Ok. Mấy cha anh chị rất là thích cái bài hát đó mà. Và chị cũng thường xuyên là hát từ đó tới bây giờ, không phải sao? Cinnamon. Hả? Cinnamon. Khoan, điều đó là sự thật à. Mei-chan ga kono kyoku utatte kureru no sugoi suki dattan desu kedo ne. Nhưng mà em lại rất là thích chị mỗi lần mà chị hát lại cái bài hát đó. Nhưng mà à, tại sao bây giờ chị lại không chịu hát khi mà em yêu cầu chứ? Phải, anh cũng thấy là em khá là vui khi mà khá là vui trong cái video đó. Ngại rồi, em ấy ngại rồi. Không phải, em không phải là một ca sĩ tốt. Chắc là em ấy ngại thôi, chứ đã hát được thì làm sao mà sợ sân khấu. Tại sao chị lại không tới chứ? Đi với em nào, làm ơn đi Mei-chan. Mặc dù là nói từ câm từ câm khá là dâm dục, mình hiểu từ câm. Được rồi, chị sẽ đi với em, cho nên là đừng có làm như vậy, nghiêm túc đấy. Ora, mình làm được rồi, nhanh lên nào, đi với em. Ok. Em là một đứa mà cực kỳ là tệ, vô dụng. Nghiêm túc á. Em biết không? Ok. Hai đứa đó đi xem buổi biểu diễn rồi. Có phải là Mabel và Cinnamon tới xem cái sân khấu biểu diễn đằng kia không? Phải, đúng vậy. Cinnamon đã khiến cho Mabel đi bởi một chút thuyết phục. Thấy không? Ở đằng kia kìa. Mà tai hê, warui witches ga kodomo tachi o hitojiji ni toru tsumori da. Ôi không, cái vị phù thủy độc ác kia đang cố bắt lũ trẻ làm con tin. Có đứa trẻ nào dũng cảm để không, có bạn trẻ nào chứ, có bạn trẻ nào dũng cảm để bị bắt làm con tin không? Đây là chắc là tiếng của bà phù thủy nói. Thì không có à. Bọn trẻ ngày nay khá là vô dụng đấy, cực kỳ là vô dụng đấy. Thế thì ta sẽ bắt hết tất cả các người. Ok. Chắc là bị nhắc nhở đây, cái bạn diễn viên phù thủy bị nhắc nhở là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều lời phàn nàn đó nếu như mà chúng ta bắt cóc một trong những đứa trẻ kia. Hay là cái cô mèo nữ ấn ngày kia kìa. Bắt cái cô gái trông có vẻ phiền phức. Cái cô mèo nữ trông có vẻ phiền phức đang mặc cái bộ đồ magical. Mặc cái bộ đồ mà pháp sư. Magical girl costume là trang phục pháp sư á, trang phục pháp sư. Có phải là mình hay không? Trang phục nữ pháp sư. Em không biết là chỉ có mình em là có khả năng đó thôi sao? Nhưng mà anh ấy nói là nhìn có vẻ phiền phức. Nhưng em không nghĩ đó là em đâu.
Như chị đã nói đó, em là đứa duy nhất có khả năng đó. Chị có chắc không? Em phiền phức tới như vậy sao? Thật cơ. Chút show no tame ni kyōryoku o negai shimasu ne. Itame no neko-chan. Ok, tôi mong là bạn không phiền nếu như mà tham gia buổi diễn chứ. Cô gái nhìn trông có vẻ cô miêu nữ nhìn trông có vẻ phiền phức. Đây là sở thích của Shigure-chan. Và mình nhìn cũng không phải là phiền phức cho lắm đâu. Ok, bây giờ chúng ta đã có được con tin rồi, bắt đầu tiếp tục buổi diễn thôi. Thôi. Mình đã bị bắt bởi người xấu rồi. Đây là đúng ý của Cinnamon rồi còn gì nữa. Có ai không cứu mình với? Rồi. Cô gái miêu nữ dễ thương này đã bị bắt bởi tên phù thủy xấu xa. Hey. Cho một chàng pháo tay cho lòng dũng cảm của cô pháp nữ pháp sư miêu nữ này. Nè, cô miêu nữ, cô tên gì vậy? Mình tên là Cinnamon, rất là vui được gặp bạn. Ok, nó hỏi là cái level, chắc là cái mức độ đánh giá chuông rồi. À, đúng rồi, đây nó nói đi. À, mình đã bị bắt rồi mà mình có cái chuông nó kiểu giống như là sợ là bắt nhầm mèo hoang á. Miêu nữ mà phải có chủ á, chính thức có chủ là phải có cái chuông, nó từ volume 1 rồi. Ok mọi người, cho cô gái cô miêu nữ tên Cinnamon này một chàng pháo tay nữa nào. Hình như là em ấy vừa vướng vào một cái chuỗi gì đó khá là kỳ lạ. Yeah. Em ấy chắc chắn là đã tự đồng ý phải. Chỗ này là ca số là Shigure là thấy là Cinnamon được bắt lên sân khấu rồi. Bố mẹ của chúng ta thường thấy khá là bực mình với lại em ấy đấy. Em ấy không bao giờ mà quên đi cái tư tưởng về cái show diễn anh hùng nữa. Giống như là bên người Nhật đó, người ta rất là ghét otaku, người ta cứ coi là otaku là một cái đám thua cuộc vậy á. Giống như là Việt Nam mình coi thường quỷ bu vậy á. Ok, em nghĩ là em nên chụp một vài bức ảnh. Đây là những tài nguyên rất là tốt cho vlog đi. Bây giờ anh trai chúng ta thử đi lại gần một chút được không? Yeah. Này anh quản lý ơi, cái sợi dây này khá là lỏng lẻo. Chờ, em cảm thấy như là sắp sửa thoát ra được rồi. Anh có thể khiến chúng chặt hơn nữa không? Đùa à? Ở đây có con nít mà như vậy đúng ý nó mà. Cái kiểu tra tấn luôn, bạo dâm. Chặt hơn hả? Đúng vậy.
cái điều này thì không tốt cho trẻ con chút nào đâu, nếu như mà cái sợi dây của chương trình làm khá là giả tạo. Mẹ đang tận hưởng cái sợi dây đó. Cái đứa mà cầm dây nó sợ, tại vì thấy Cinnamon đang ấy, Cinnamon đang tận hưởng. Tại ở đây lúc nào cũng Ano ấy mà toàn là quản lý không, cho nên là không có biết được phân vai. Tại vì mình đọc ở đây mình hiểu nên mình mới phân vai. Đó thì cái thằng cầm dây nó mới sợ, nó mới sợ thấy là Cinnamon đang tận hưởng. Nhưng mà cái thằng mà quản lý ở ngoài thấy đúng yêu cầu này hay, cho sợi dây chặt thêm tí nữa. Chặt thế này là đủ chưa? Ôi đúng ý Cinnamon rồi. Phải rất rất là chặt. Giờ đây mới là cảm giác đúng. Ok Cinnamon chan, cứ giữ như thế này một lúc nha. Tôi chắc chắn là sức mạnh tình bạn của những đứa trẻ ở đây sẽ cứu lấy với bạn đấy. Meow. Cứu mình với, mọi người ơi. Nhưng mà nó khá là chặt. Cái thứ này cực kỳ tệ. Nó giống như có ai đó không làm ơn cứu cô gái miêu nữ tội nghiệp này khỏi người xấu đi. Nếu mọi người không giúp cô ấy sớm, Cinnamon chan có thể gặp rắc rối đấy. Rắc rối rất là lớn đấy. Rắc rối sao? Mình đang trong một cái rắc rối lớn hả? Không thể nào đâu. Cái người không thể làm vậy. Phải coi chữ. Không thể tra tấn, không thể tra tấn trước mặt nhiều đứa trẻ đó như vậy. Ôi 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 ôi. Đúng đúng ý Cinnamon luôn. Hey, cái chuyện quái quỷ gì về cái đứa mà vô dụng nhất, cái đứa con hoang của gia đình đang ở trên kia vậy. Làm sao mà em biết được chứ? Em thậm chí còn không thể nghe từ đầu nữa mà. Tại sao em lại liên lụy vô chuyện này? Chị ấy không hành động như vậy khi mà làm cái bài test lấy chuông. Ok, họ đã phá hủy cái buổi casting của show diễn rồi. Những người mà đang tổ chức cái show này đã lựa chọn một câu trả lời sai. Cinnamon-chan thì nhìn khá là đang vui đấy, cực kỳ vui luôn mà. Chocola chắc là vẫn còn non trẻ quá cho nên là không có hiểu Cinnamon. Được rồi, chúng ta cần giọng hát của mọi người để cứu lấy Cinnamon tội nghiệp. Mọi người à, hãy sử dụng sức mạnh của mình đi, chúng ta sẽ cùng hát để đánh bại cái gã phù thủy xấu xa này. Có liệu có ai ở đây có thể hát được cái bài mở đầu hay không? Nghiêm túc đấy chứ, không có ai ở đây nè. Cái người cực kỳ là tệ hại và tuyệt vọng. Thật sự, không khí. 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 Không khí
Nếu mà cứ như thế này thì đảm bảo các người sẽ gặp rắc rối với lại thế giới ở ngoài bên ngoài đấy. Giống như là đây là đang dạy lũ trẻ con đây, nếu như mà không tự tin là sau này cứ ụt ụt là kiểu gì ra ngoài là cũng tiêu rồi. Mặc dù là cái show diễn này nó chỉ ấy thôi nhưng mà nó lại mang cái tính giáo dục cao, người Nhật người ta vậy á. Nên là bạn nào mà coi mấy bộ như là Doraemon thì là nó cũng có mang cái tính giáo dục đó. Bởi vì là ngày hôm nay bọn trẻ con thường khá là ngại ngùng. Chà, rất là khó khi mà ở trên sân khấu này vậy. Này anh quản lý ơi, anh quản lý, ở trong đó có một người có thể hát bằng cả trái tim đấy. Vậy rất là thích hợp cho cái công việc này. Mà phải thế người anh hùng đó ở đâu vào ngày hôm nay? Ai vậy? Người đó là ai? Hãy gọi họ đi. Không thì mạng sống của người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Được rồi, tôi sẽ làm ngay thôi. Mei-chan, Mei-chan à, cứu em với. Mei-chan. Phải, mình à? Em ấy đang gọi mình sao? Em có vẻ như em là một đứa duy nhất có khả năng đó. Thiệt tình, bị gọi trong tình huống như thế này có vẻ là khá là đáng sợ. Không thể nào đâu, em không làm điều đó đâu. Tại sao em phải lên trên đó và thể hiện bản thân như vậy? Thiệt là đứa ngu ngốc mà. Nhưng mà đứa ngu ngốc đó là gọi tên em rồi, cho nên là em không còn lựa chọn nào khác đâu. Chị đã chết khi mà cái thời khắc Cinnamon để tới chị và đôi mắt của chị ấy. Cho nên là yên nghỉ đi, rest in peace. Mei-chan à, nếu như mà chị bỏ rơi em thì em sẽ gặp rất là rắc rối đấy. Cái cô gái có bộ tóc kiểu bộ tóc nâu kiểu Mỹ kia, Mei-chan. Này, đừng có chỉ đích danh chị như thế chứ. Chờ chút đã. Mọi người, không phải lũ trẻ đâu mà cả cái sân khấu luôn đấy. Có vẻ mọi người đang nhìn vào chờ đợi của chị để giải cứu chị ấy. Nhưng mà chị không nghĩ là chị ấy có thể làm được trong cái tình huống này đâu. Thiệt là tuyệt vời. Đây sẽ là một bức ảnh cực kỳ tuyệt vời. Tình huống hạnh phúc bất ngờ này sẽ là một cái điều tuyệt vời để chụp hình đấy. Anh cảm thấy khá là tệ cho Mabel, nhưng mà em đã bị vướng vào rồi. Em biết rồi, được chưa? Nếu như mà em đi thì mọi người có im lặng không? Hả? Mọi người. Này anh quản lý, nhanh lên tới đây đưa tôi lên trên sân khấu đi. Mới giận rồi. Một cô miêu nữ đáng yêu khác để lên sân khấu để cứu lấy cô miêu nữ còn lại.
hãy cho một chàng phó tay cho cô miêu tử này nào. Thế thì cô tên gì vậy? Cô miêu nữ. Cinnamon ô nê chan nhé. Tôi tên Maple, là chị gái của Cinnamon. Chị gái hả? Thì là một người chị gái tuyệt đẹp. Maple-chan ni aratamete hakushu. Pachi pachi pachi. Mọi người cho Maple thêm một chàng pháo tay nữa nào. Maple-chan wa Neko Witch no uta wa utaeru kana? Maple-chan này cô có thể hát được cái bài Neko Witch không? Daijoubu yo. Bài hát mở đầu của Neko Witch. Đừng lo lắng, cứ bắt đầu thôi. Hai, sore de wa minna Neko no one-chan to issho ni utaimashou. Rồi, nào mọi người, chúng ta cùng hát theo chị gái miêu nữ này đi. Tại sao mình lại khiến bản thân mình như vậy? Thôi cố gắng để mọi chuyện qua đi. Maple là các cô là không thể ngờ được là Maple Chan lại có thể hát hay đến như vậy. Maple Chan. Cái những cái đoạn này là toàn là đoạn mà lời bài hát không à. Ok, cuối cùng cũng hát xong. Đó là lý do tại sao mà mình ghét khi mà phải thể hiện bản thân. Tiếng vỗ tay. Một tiếng vỗ tay đơn lẻ để bắt nhịp cho những tiếng vỗ tay khác và trở thành một chàng phó tay. Gì cơ? Thôi tuyệt vời của miêu nữ à. Thật là kỳ diệu. Đó là một giọng hát tuyệt diệu. À, cái giọng hát của cô rất là tuyệt vời đấy, cô biết không? Mọi người, một lần nữa, hãy cho Maple Chan một chàng pháo tay thiệt là lớn nào. Em làm việc này khá là tốt đấy, có thể là đạt cả vương miện luôn đó. Đúng rồi, việc này khá là tốt, là một cái kiểu là một lựa chọn đúng đắn. Vậy Maple-chan à? Đúng rồi, chị khá là ngầu đấy, cực kỳ là siêu ngầu luôn. Ok. Em nghĩ là điều này khá là tuyệt vời đấy. Có thể sẽ là gây ra một sự... À, giống như là đây là... Một cái sự mà gọi là sao ta? Giống như là quyền uy vậy, quyền uy của gia đình nhà Minazuki. Thể hiện được cái quyền uy của gia đình nhà Minazuki. Cái gì cơ? Em ngại ngùng mà xấu hổ à? Bình thường chị sẽ nói nếu là chị thì điều đó khá tốt, và thậm chí là những cái như vậy. Dạ, em đang lo lắng về cái việc mà không, Nevius hình như là chả bao giờ chịu lớn lên thì sao? Im đi, cứ để em một mình đi. Giống như là sao? Con bé nó chưa hiểu cái cách để trưởng thành. Nhưng mà em thậm chí đã rất là tuyệt vời. Anh cũng đồng ý như vậy. Maple Chan là một ca sĩ tuyệt vời đấy.
Đã một thời gian dài chị không được nghe lại tiếng hát của em, đó là chị rất là mừng khi mà em lại hát lại một lần nữa. Ý em là chả có gì đặc biệt đâu. Good job, Mei-chan. Cảm ơn đã cứu em. Chính em là người đã kêu chị làm như vậy, đúng không? Em có biết là em đã tập trung vào cái việc hát như vậy hay không? À, bởi vì là em rất vui khi mà em được nghe chị hát một lần nữa. Từ lớp râu rồi. Không phải chị đã nói là chị không muốn làm việc này sao? Cái gì cơ, chị không muốn hả? Nhưng mà em đã rất là muốn nghe chị hát một lần nữa mà. Chị nói là không được chứ. Cho nên là nhớ, hãy nhớ lấy. Cho lần sau em đừng có khiến chị phải làm như vậy. Điều đó khá là điên rồ đấy. Khá là mình. Nhưng mà đừng có bực mình mà. Chị gái ơi, cái bài hát của chị khá là tuyệt. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Bắt tay với em nha. Hả? Em nữa. Em không muốn bắt tay với chị nữa. Thế thì em muốn sờ cái đuôi và cái tai của chị. Và nếu như mà miêu nữ mấy bạn nào coi anime nhiều là sẽ biết cái đuôi và cái tai lúc nào cũng là cái điểm nhạy cảm. Chờ chờ một chút đã, đừng có chạm vào đuôi chị như thế chứ, và cả tai nữa. Đừng có kéo đuôi như vậy chứ. Nào. Được rồi, mọi người xếp hàng đi. Em ấy lớn khá là nhanh đấy. Thực là hiếm khi mà thấy Mabel bị bao vây bởi lũ trẻ con. Đúng vậy thưa anh. Mabel rất là thích trẻ con, nhưng mà em ấy lại không có biết cách chơi với chúng hoặc là làm chúng bình tĩnh. Dạ thứ em ấy quan tâm thường là cái bộ tóc tuyệt đẹp của em ấy. Nhưng mà Mabel One-chan không bao giờ ghét mọi người như vậy đâu. Phải, em ấy không bao giờ. Nhưng mà sẽ là tuyệt hơn nếu như mà em ấy chứng tỏ trở thành bản thân mình nhiều nhất có thể. Đó cũng là ngoài ra cái điểm mà tỏ ra lạnh lùng cũng là tỏ ra một cái khuôn mặt lạnh lùng ngầu lòi ấy, cũng là một điểm mạnh của em ấy. Mà quan trọng hơn, em đã làm ra được những cái bức ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Và em cũng không thể chờ được cho tới khi nào mà up lên cái lóc. Ôi, vậy chứ em ấy như là ngôi sao vậy. Ngày hôm nay khá là bực mình. Chỉ là quay quanh bởi người hâm mộ bắt tay thôi là bực mình. Khó chịu. Good job, Mei-chan. Không ngờ luôn á, là em lại có cái bệnh ngôi sao đấy. Tại cơ bản là em ấy đã mặc cái đồ mà kiểu là quyền quý rồi, kiểu quý tộc rồi. Để vậy, còn lại có tài năng nữa thì kiểu gì chảy như thế. Em không nghĩ như vậy đâu. Đúng rồi, Chocola cũng muốn nghe chị hát lần nữa. Chúng ta nên mở một buổi
diễn ở cửa hàng đi nhờ. Không phải chị đã nói là chị không muốn rồi sao? Đây là bỏ cuộc đi mấy đứa. Dạ. Tại sao em lại không chống ý tưởng đó hả? À, tại sao em lại chống lại ý tưởng đó hả Mabel? Em làm tốt trong việc đó mà. Thật ra là có rất là nhiều điều diễn ra ở trong vòng đời của một vòng đời lớn lên của một cô miêu nữ. Phải, nó như vậy hả? Nó lại nữa hả? Đúng vậy, nó lại như vậy đấy. Ồ, giống như là cái vụ của Atsuki là Coconut. Đúng rồi. Đây là điểm bắt đầu rồi. Nào mọi người, bây giờ chúng ta đã hết thời gian rồi. Nhưng mà vẫn còn chút thời gian để hoàn thành được ngôi nhà ma ám. Ok. Ok thì chắc là video này mình cũng kết thúc tại đây thôi nhé. Nếu mà bài nào thấy hay nhớ để một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Vậy cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.